Nếu không phải là ông chủ đi bán hàng, nếu không phải là anh trai tôi đi bán hàng thì không một ai có thể mang được đơn hàng về. Và nếu như trong trường hợp doanh nghiệp của bạn cũng rơi vào cái tình trạng như vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy doanh nghiệp của bạn có bền vững hay không? Đúng không? Nếu doanh nghiệp của bạn là rơi vào trường hợp như vậy thì đó là doanh nghiệp cực kỳ mong manh dễ vỡ. Nếu giả sử sắp tới đây rằm Trung Thu, bạn đi mua bánh về cho gia đình hoặc đi biếu người khác, thì tôi hỏi các bạn là bạn sẽ mua bánh Trung Thu gì? Bạn comment lên trên cái nhóm chat cho tôi cái. Bạn sẽ mua mua bánh Trung Thu gì? À, như vậy bạn sẽ mua những các cái đấy, vì sao bạn mua cái đấy? Và khi bạn mua cái đấy thì tôi hỏi bạn, bạn có biết được ông chủ của Kinh Đô là ai không? Bạn có biết được Hữu Nghị là ông chủ là ai không? Nếu bạn không biết được thì bạn hãy comment số 0 nhé. Nếu bạn không biết thì đây chính là cái yếu tố mà tôi muốn nói với anh trai tôi. Tại cái thời điểm mà 10 năm mà tại cái thời điểm năm 2005 đấy, là 10 năm trời, thì tất cả các đơn hàng mang về cho công ty đều chỉ do một tay ông chủ là anh trai tôi mang về. Nếu không phải là ông chủ đi bán hàng, nếu không phải là anh trai tôi đi bán hàng thì không một ai có thể mang được đơn hàng về. Và nếu như trong trường hợp doanh nghiệp của bạn cũng rơi vào cái tình trạng như vậy thì câu hỏi đặt ra là vậy doanh nghiệp của bạn có bền vững hay không? Đúng không? Nếu doanh nghiệp của bạn là rơi vào trường hợp như vậy thì đó là doanh nghiệp cực kỳ mong manh dễ vỡ. Vô cùng mong manh dễ vỡ. Yes. Bởi vì sao? Bởi vì là lúc đó tại làm sao mà ông chủ thực sự là gì? Là không có ngày nghỉ, không dám nghỉ và không dám là đi du lịch dài ngày, không dám cho mình là nghỉ ngơi. Và đấy là kinh doanh theo kiểu dạng là gì? Kinh doanh theo kiểu dạng ráo mồ hôi hết tiền. Và doanh nghiệp như vậy là doanh nghiệp thực sự là mong manh dễ vỡ. Vậy thì nếu như anh chị em chúng ta muốn để vắng cô chợ vẫn đông mà cô đi lấy chồng chợ vẫn vui thì nhất định chúng ta cần phải gì? Xây dựng thương hiệu. Phải xây dựng thương hiệu, đúng không? Đó, đấy là lý do thứ nhất tôi nói các anh chị là xây dựng thương hiệu để giải phóng ông chủ. Xây dựng thương hiệu để giải phóng là những cái người lãnh đạo. Và bao nhiêu trong số các anh chị hiện nay là đang có thể là cũng một vài người khác bán được, nhưng là bạn đang lệ thuộc vào một vài cá nhân, và những người cá nhân đấy có thể mắc bệnh, gọi là mắc bệnh Ronaldo. Đó, nếu bạn đang là rơi vào trường hợp là tức là chúng ta cũng lệ thuộc vào một vài cá nhân, đôi khi ấy, các bạn lệ thuộc vào trưởng phòng kinh doanh hay lệ thuộc vào là một nhân viên kinh doanh nào đó nó bán rất giỏi, nhưng nếu sẽ như thế nào nếu như trong trường hợp mà các bạn là chỉ cần nhân viên đấy là người ta nghỉ hoặc người ta ra mở doanh nghiệp khác thì như vậy có phải là mong manh dễ vỡ không? Nếu bạn rơi vào trường hợp như vậy các bạn comment là tôi ạ. Nếu bạn cũng rơi vào cái trường hợp như vậy thì tôi muốn các bạn phải comment chữ tôi cho tôi ạ. Thì khi đấy thì bạn mới thấy được rằng là bạn cần phải xây dựng thương hiệu, đúng không? Và tôi nói các anh chị điều này, không những xây dựng thương hiệu ấy nó cho bạn cái sự bền vững, đúng không? Mà nó còn giúp cho bạn là bán được giá cao, đúng không? Bán được giá cao, các bạn hãy comment cho tôi chữ cao cái ạ, tức là giá cao đây. Năm 2000 là năm bao nhiêu nhỉ? Năm 1997. Năm 1997, lúc đó tôi vào trong Sài Gòn, tôi học cái giai đoạn thứ nhất ở trong Sài Gòn để trước khi tôi đi nước ngoài. Thì có một cái thương hiệu, đó là thương hiệu Nike. Ở đây anh chị em nào biết đến cái thương hiệu này rồi? Anh chị em biết đến thương hiệu này rồi comment chữ N đấy. Đây, đúng rồi, cảm ơn kỹ thuật. Nếu anh chị em biết được cái thương hiệu này rồi các bạn comment chữ N. Thì năm 1997 khi đất nước chúng ta mở cửa ra, là đầu những thập năm 90 là chúng ta mở cửa nền kinh tế thị trường. Thì cái thương hiệu này nó vào Việt Nam. Khi thương hiệu này vào Việt Nam thì
Lúc đó là tôi trong Sài Gòn thì tôi mới thấy là ô cái thằng này nó đặt gia công của một công ty may ở ở trong Việt Nam, mà cái thương hiệu này ấy, là thưa các bạn là gì, là nó đặt gia công của cái công ty may trong Việt Nam đấy, mà công ty may đấy nó cũng may một cái sản phẩm tương tự như vậy, cái áo phông ấy các bạn ạ, cái áo phông đấy nó cũng tương tự như vậy, chất vải như vậy, kiểu dáng như vậy, nhưng mà chỉ có điều là gì, nó không có cái thương hiệu Nike này, thì họ bán khoảng tầm đâu đó là hơn 100.000 vào thời điểm đó. Thế nhưng mà cái thương hiệu Nike này vẫn cái là kiểu dáng như vậy, chất liệu như vậy, và với cái mác với cái mác này đấy các bạn nhìn thấy, thì các bạn có thể đoán xem là cái giá của nó là nó bán bao nhiêu, các bạn comment giúp cho tôi cái, bạn thử đoán xem là cái giá của là nó bán là bao nhiêu. 1 triệu đồng. Thank you, thank you, yes. Tức là anh chị em đoán rất là sát với cái con số đấy. Tức là lúc đó nó khoảng gần 1 triệu đồng. Tức là gấp gần chục lần so với cái giá áo mà bán kiểu dạng no name hoặc là tên tuổi nó không không rõ ràng. Nhưng mà khi mà chúng ta xây dựng được thương hiệu ấy, thì một cái lợi ích tuyệt vời khác đó là chúng ta có được cái margin, chúng ta được một cái lợi ích lợi nhuận là tuyệt vời hơn rất là nhiều, đúng không? Đó, thì đây chính là cái mà không chỉ là không lệ thuộc vào bố con thằng nào, không lệ thuộc vào cá nhân ông chủ, không lệ thuộc vào bên chỗ những người bán hàng, đúng không? Mà lại còn cho chúng ta lợi nhuận cao hơn. À, thì đó chính là cái lợi ích kép mà chúng ta là, nếu chúng ta làm kinh doanh mà chúng ta không tập trung để xây dựng thương hiệu thì mãi mãi phụ thuộc vào cá nhân bạn, hoặc là gì, là phụ thuộc vào một một vài cá nhân kia, mà chỉ cần người đấy là chạy ra làm riêng, mầm ra mở riêng hoặc chạy sang đối thủ là họ sẽ hớt hết tất cả khách hàng đấy về phía đối thủ, hoặc là họ sẽ ra cạnh tranh lại với chính bạn. Và có anh chị nào đã gặp phải nỗi đau này rồi thì các bạn hãy comment giúp cho tôi chữ đau các ạ. Nếu bạn gặp phải nỗi đau này rồi thì các bạn comment chữ đau. Và đó chính là nỗi đau của rất nhiều các chủ doanh nghiệp đó, mà chúng ta chưa xây dựng được thương hiệu, chưa làm thương hiệu. Đó. Vâng, thế thì thank you các anh chị, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Và khi mà chia sẻ về điều này thì rất nhiều những người là học viên của tôi sẽ có một cái tiếng nói nhỏ trong đầu rằng là, nhưng mà thưa thầy rằng là cái này thì nhiều tiền lắm thầy ơi, tốn kém lắm và rất là nhiều công sức, đúng không? Chứ không phải là nhanh và luôn được đâu. À, đương nhiên là không thể nhanh và luôn được. Nhưng mà thưa các bạn rằng là gì? Là nếu như chúng ta quyết tâm làm, nếu như chúng ta là có dũng khí để xây dựng cái doanh nghiệp thì chúng ta phải là xác định rằng là gì? Là đương nhiên nó phải là mất thời gian. Nhưng mà có chí thì nên, có công mài sắt thì mới có ngày nên kim chứ. Yes. Phải có công ngoài sắt thì mới có ngày lên kim. Nếu các bạn đồng ý điều đó, các bạn là comment số 1. Đó. Và đây chính là lý do về sau. Đó. Thì chúng tôi đến bây giờ. Đến bây giờ các anh chị ạ. Thì sau thời gian là chúng tôi năm nay là kể từ năm 2005 đến bây giờ là chúng tôi được là 19 năm. Đó. Và đặc biệt kể từ lúc năm 2008 tôi về cùng anh trai tôi, thì đến bây giờ chúng tôi đã xây dựng được những thương hiệu nào, đúng không? Nếu các bạn ở đây mà đã biết đến chúng tôi thì tôi có thể chia sẻ với các anh chị một vài những thương hiệu sau đây mà từ năm 2008 là chúng tôi mới bắt đầu. Thì bây giờ chúng tôi có thương hiệu Amakao. Amakao là các bạn có thể thấy được là Amakao của chúng tôi là thương hiệu cống bê tông số 1 ở miền Bắc này, và chúng tôi là top 2 trên toàn quốc. Thương hiệu cống bê tông Amakao là top 2 trên toàn quốc. Đó. Và hiện nay chúng tôi có là nhiều cơ sở sản xuất ở Hà Nội chúng tôi có, rồi Hà Nam chúng tôi có tận là gần 30 hecta sản xuất dưới đấy, rồi ở trong là Đồng Nai chúng tôi cũng có một cái cơ sở sản xuất trong đấy. Và chúng tôi nếu mà nói về tính toàn bộ sản lượng thì chúng tôi có thể nói rằng là vua cống miền Bắc, và nếu tính cả toàn quốc thì chúng tôi cùng với Hùng Vương là top 2 thương hiệu này. Và chúng tôi còn được vinh danh trở thành một cái thương hiệu là
là thương hiệu nổi tiếng của châu Á. Tất nhiên cái việc đấy là chúng ta là bỏ sang một bên, nhưng mà nếu như nói về cái thương hiệu cống bê tông Amakao này thì các bạn nên nhớ rằng là bây giờ là trong suốt khoảng tầm là từ năm 2007 là chúng tôi mới bắt đầu đó, nó bắt đầu xây dựng nhà máy, thì đến năm 2010 là cái thương hiệu của chúng tôi đã trở thành là thương hiệu số 1 của miền Bắc rồi, chỉ trong có 4 năm thôi. 4 năm. Tức là và suốt từ năm 2010 đến bây giờ thì cái thương hiệu của chúng tôi nó tự bán rất nhiều người tự gọi điện đến để mua cái cống bê tông của chúng tôi. Đó. Và các anh chị biết rằng là bản thân là những người là trong hội đồng quản trị như là bên chỗ tôi hay là bên chỗ anh trai tôi là không phải trực tiếp để đi bán hàng nữa. Rồi không chỉ thương hiệu cống bê tông mà chúng tôi còn có cọc ly tâm, đúng không? Cấu kiện bê tông chúng tôi cũng là hiện nay là số 1 đất nước. Cũng là thương hiệu Amakao. Hay là thương hiệu Europai chúng tôi cũng xây dựng. Các anh chị không biết ở đây có biết đến thương hiệu Europai là ống nhựa thì các bạn comment giúp cho tôi chữ E đấy ạ. Europai. Đây cũng là cái thương hiệu mà hiện nay chúng tôi bắt đầu từ năm 2011 mà đến năm 2013 là chúng tôi mới bắt đầu là xây dựng thương hiệu. Nhưng mà chỉ sau đến năm 2018 tôi là chủ tịch sáng lập và tôi cũng là người điều hành cái doanh nghiệp đó đến năm 2017, 18 là tôi rút ra. Và sau đó nó chạy và anh em tự tự động và đến bây giờ thương hiệu Europa của chúng tôi cũng là một trong ba thương hiệu cùng với Bình Minh Tiền Phong thì chúng tôi là một trong ba thương hiệu là tốt nhất của Việt Nam này. Và hiện nay là doanh số của riêng cái này cũng gần 1.000 tỷ. Đấy. Thế và chưa kể là chúng tôi còn nhiều các cái thương hiệu khác. Đó. Chúng tôi còn nhiều các thương hiệu khác. Ví dụ như là thương hiệu là Volta, thiết bị điện Volta. Hay là thương hiệu là nước tinh khiết 3A. Không biết anh chị em nào đã từng uống cái nước này chưa? Đây, gà trống An Nam là rượu. Và nước tinh khiết 3A này các bạn đã comment. Nếu các bạn đã từng uống rồi thì các bạn comment là 3A cái. Thì đây là cái thương hiệu mà có thể các anh chị không biết rằng là của chúng tôi. Nhưng mà tôi là tổng giám đốc điều hành từ năm 2008 đến năm 2013 thì tôi là rút ra để tôi điều hành nhà máy nhựa Châu Xanh Robay. Và đến bây giờ thì chúng tôi là gần 5 triệu chai nước bán một tháng. Và là một cái dòng nước mà chúng tôi rất là tự hào. Đây là nước của Việt Nam và cạnh tranh với Lavie, Aquafina, họ Dasani, toàn là những các cái thương hiệu quốc tế. Thế và như vậy là với năm 2013 đến bây giờ là 11 năm nay rồi, nó chạy tự động và người tiêu dùng cũng như là các nhà phân phối tự đặt các cái sản phẩm của chúng tôi. Thế thì nếu như trong trường mà các anh chị là xây dựng được thương hiệu thì các anh chị sẽ có được những cái điều như vậy. Đấy. Hay là thương hiệu SB của chúng tôi là thương hiệu giáo dục về phát triển bản thân và phát triển kinh doanh. Rồi đây thương hiệu Vinadic. Các bạn biết là thương hiệu Vinadic là cái thương hiệu mà xây lắp của chúng tôi. Và bây giờ chúng tôi là một trong thương hiệu xây dựng các cái công trình giao thông như là sân bay, rồi tàu điện ngầm của đất nước. Và nó cũng trở thành một thương hiệu là một cái thương hiệu mạnh ở trong cái làng nghề xây lắp hạ tầng. Thế thì nếu anh em chúng ta xây dựng thì thứ nhất là các bạn sẽ không còn lệ thuộc vào chủ này. Thứ hai là các bạn sẽ là có được cái giá bán nó sẽ cao hơn so với mặt bằng chung thị trường. Bao nhiêu trong số các anh chị ở đây chúng ta là đồng ý với tôi rằng là những cái thương hiệu như là Hermes hay là Hublot hay là Rolex thì đấy là những cái thương hiệu mà các bạn phải trả giá cho thương hiệu rất nhiều thì các bạn hãy comment giúp tôi là yes, nếu các bạn đồng ý điều đó. Nhiều khi một cái đồng hồ đến lên đến tận mấy trăm triệu thậm chí là mấy tỷ, thực chất cái giá để sản xuất ra cái đấy có khi nó chỉ tốn bằng 1/10 thậm chí là ít hơn, đúng không? Nhưng mà người ta có thể là có được cái margin, được cái lợi nhuận rất nhiều, đó là những cái hàng xa xỉ. Thế thì cũng tương tự như vậy, khi bạn xây dựng được những cái thương hiệu trong cái làng nghề hay trong cái kinh doanh của bạn thì bạn sẽ được cái margin lợi nhuận tốt hơn. Tôi chia sẻ với các anh chị là năm 2020 có một học trò của tôi là anh Tính và chị Xuân là kinh doanh về hàng may mặc. Anh chị đi học cái chương trình MBA của tôi, tức là
quản trị doanh nghiệp bài bản trong 2 ngày. Anh chị đi học tôi, và anh chị kinh doanh thời trang ở chợ Ninh Hiệp, là một tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp, và hai anh chị ấy là bán những cái mặt hàng không có tên tuổi, bán những cái hàng gọi là hàng hàng fake, hàng nhái, và những cái mặt hàng đấy là những mặt hàng theo kiểu dạng là hàng giá rẻ, hàng phổ thông. Thế thì khi mà hai anh chị đi học cái chương trình MBA ở Cầu Giấy của tôi, là chương trình đấy 2 ngày, thì anh chị mới được tôi chia sẻ về cái việc là cần phải xây dựng thương hiệu. Thế thì khi mà hai anh chị nghe thấy thế, về anh hai anh chị mới quyết định để là xây dựng và làm thương hiệu thời trang Esmano. Làm cái thương hiệu thời trang Esmano. Thế và khi mà hai anh chị làm cái thương hiệu này, thì trong trong khi đó các tiểu thương khác thì vẫn là theo cái lối mòn, vẫn theo cái lối cũ, là các anh chị vẫn là gì? Làm hàng fake, làm hàng nhái và bán những cái mặt hàng giá rẻ. Nhưng mà riêng anh Tính và chị Xuân đã làm cái thương hiệu này và làm theo các hướng dẫn của thầy Tô Nhật và cũng như cái kinh nghiệm mà tôi chia sẻ. Thì mới đầu thì các anh chị chỉ bán những cái mặt hàng mà không tên tuổi, với lại những cái mặt hàng giá trẻ, giá rẻ, chỉ khoảng tầm 75k cho đến 110k trên một cái, tức là một cái sản phẩm mà no name. Thế nhưng mà sau khi mà anh chị là có cái thương hiệu, thì anh chị đã là cải tiến một chút thôi. Cái giá thành thì nó cũng là có đắt hơn, nhưng không đắt hơn là nhiều bao nhiêu. Nhưng mà anh chị đã có được cái cơ hội để bán được cái giá nó đắt hơn, từ khoảng tầm là 175 cho đến khoảng tầm 210 hoặc 215k đó, trên một cái. Đó. Thì đây cũng chính là những cái mà giá trị của thương hiệu. Tất nhiên là cần phải xây dựng, cần phải đầu tư vào thương hiệu, và người ta mong muốn để làm sao sở hữu như các cái mặt hàng là có thương hiệu, và cũng là những cái thương hiệu được bảo hộ. Thì chính nhờ cái điều này cho nên là cái margin tức là cái lợi nhuận trên là đơn vị sản phẩm thì nó cũng sẽ tăng lên. Bao nhiêu trong số các anh chị hiểu điều này thì các bạn hãy comment giúp cho tôi là tôi ạ. Nếu các bạn hiểu được cái điều này thì các bạn comment là tôi. Đó. Và không chỉ riêng anh Tính và chị Xuân mà rất nhiều các chủ doanh nghiệp sau khi mà đi học các cái chương trình quản trị kinh doanh của tôi và phát triển doanh nghiệp, thì họ đã ý thức được là họ cần phải xây dựng thương hiệu, và họ phải đầu tư vào xây dựng thương hiệu để một là không lệ thuộc cá nhân và không lệ thuộc bố con hàng nào, đúng không? Và hai là để họ sẽ có được cái lợi ích tốt hơn và được bảo hộ, đúng không? Nếu mà nói về một thương hiệu rất thành công khác mà hiện nay cũng là học trò của tôi, đó là chỗ chị Đỗ Thanh Tình và anh Đào Tuấn Duy, là hai anh chị có phát triển cái thương hiệu gọi là thương hiệu là Trancos. Không biết các anh chị ở đây đã biết đến cái thương hiệu thời trang Trancos chưa? Trancos. Thương hiệu thời trang Trancos là một cái thương hiệu mà rất là xa xỉ, thậm chí còn đắt hơn cả các thương hiệu của nước ngoài rất nhiều. Một cái váy, một cái bộ váy của Trancos có thể lên đến 20 triệu, thậm chí có thể lên đến 60 triệu. Đây các anh chị có thể xem. Đây là chỗ anh Đào Tuấn Duy và chị Thanh Tình là chủ của PMA Group. Và anh chị ấy không chỉ phát triển những cái thương hiệu về thẩm mỹ, mà anh chị còn phát triển thêm về Trancos và thời trang Trancos. Và hiện nay thời trang Trancos đã mở ra rất nhiều các cái chi nhánh ở rất nhiều các cái tỉnh thành. Thế và nếu như các anh chị mà mong muốn doanh nghiệp của mình không lệ thuộc cá nhân, không lệ thuộc vào ai cả, và tự cái thương hiệu đó nó sẽ là cái bán chính nó, và anh chị nhất định phải xây dựng thương hiệu, thì các bạn hãy comment chữ TH nếu các bạn đồng ý và phải có kế hoạch để chúng ta xây dựng thương hiệu. Thế và cái những anh chị mà muốn để xây dựng thương hiệu, muốn để mà làm những thương hiệu này, thì tất nhiên chúng ta sẽ có cách, chúng ta sẽ có phương pháp để chúng ta sẽ làm thương hiệu, và chúng ta sẽ có những cái công cụ để làm thương hiệu,
và các anh chị có thể là có những cái cách thức mà nó gọi là không đồng. Chúng ta rất nhiều những cách cách từ không đồng cho đến là đến hàng nhiều tỷ đồng. Nói chung là lựa cơm mà gắp mắm, lựa cơm mà gắp mắm. Thì chúng tôi cũng xuất phát từ một doanh nghiệp nhỏ, một doanh nghiệp gia đình. Sau đó thì chúng tôi cứ phát triển dần lên, phát triển dần lên. Và bây giờ chúng tôi sở hữu rất nhiều các thương hiệu, rất nhiều các thương hiệu. Thế thì chúng ta phải lựa cơm mà gắp mắm. Thì vừa rồi tôi có dạy cho mấy chục chủ doanh nghiệp về cách thức làm thương hiệu ở trong cái chương trình gọi là xây dựng đế chế kinh doanh trường tồn 5 ngày của tôi ấy. Thì họ là thực sự là nhiều lúc là họ cứ nghĩ rằng là nó phức tạp, đúng không? Bởi vì phức tạp là bởi vì chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm, chúng ta chưa bao giờ trải nghiệm cho nên nó sẽ là phức tạp. Nhưng khi chúng ta là trải nghiệm, chúng ta được hướng dẫn bởi những người đã trải nghiệm rồi, mà những người đã trả giá rồi, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và từ đấy rồi thì chúng ta sẽ là có thể sở hữu được những cái thương hiệu, và như vậy chúng ta mới có thể cạnh tranh được với nước ngoài được chứ. Không chẳng nhẽ chúng ta cứ đi gia công thuê cho chúng nó mãi, hay là chúng ta cứ bị là nó vào trong cái đất nước chúng ta, thị trường chúng ta mà nó xâm chiếm, để rồi nó lấy hết những các cái là nguồn lực, là thị trường chúng ta, thị phần chúng ta là nguồn lực, dân số chúng ta 100 triệu dân là nguồn lực đó. Và nếu như chúng ta mà ngay trên sân nhà mà chúng ta thua ấy, thì rõ ràng là chúng ta làm sao mà cạnh tranh với thế giới. Cho nên chúng ta phải làm sao để xây dựng cái thương hiệu và dám cạnh tranh sản phẩm với những cái ông ở nước ngoài. Và tôi rất tự hào rằng là các cái anh chị em là học viên của SB, tức là của và cũng là của tôi, và đã xây dựng được những các cái thương hiệu mạnh để cạnh tranh với nước ngoài. Không biết ở đây anh chị nào có biết đến cái thương hiệu Huyền Phi Cosmetics không? Hay là thương hiệu Lucin của chị Lành, Huyền Phi Cosmetics của chỗ chị Hoàng Phi Huyền và anh Hoàng Hưng. Họ cũng là những học trò tôi. Và Lucin đó, thương hiệu Lucin, nếu mà các anh chị mà biết đến thương hiệu Lucin, Lucin đây là thương hiệu của chỗ chị Lành, và thương hiệu này là hiện nay đã xuất khẩu doanh số gần 1.000 tỷ, khoảng 800 tỷ, đã xuất khẩu sang tận bên chỗ Séc rồi Cộng hòa Liên bang Đức, và xuất khẩu sang rất là nhiều các cái nước ngoài. Và ở trong nước thì anh chị bên chỗ chị Lành, chị Dịu cũng là rất là hoành tráng, thương hiệu mỹ phẩm, hay là thương hiệu là Huyền Phi Cosmetics, thì anh chị cũng đã xây dựng là HP Cosmetics đó, Huyền Phi Cos, cũng là một cái thương hiệu mà các anh chị có thể thấy được là họ đã xây dựng. Và nhiều anh chị em phát triển theo mô hình hệ thống, là chúng ta chỉ xây dựng thương hiệu cá nhân. Mà xây dựng thương hiệu cá nhân ấy, thì tôi đặt lên đấy là nhân hiệu. Mà nhân hiệu ấy, thì nhân hiệu thì vẫn lệ thuộc vào nhân hiệu. Và đa số các boss hiện nay là đang xây dựng tập trung vào nhân hiệu cá nhân, và lệ thuộc vào nhân hiệu cá nhân. Thì như vậy thì nó vẫn là mong manh dễ vỡ, và phát triển theo kiểu dạng mô hình boss đấy là cực kỳ rủi ro vào cá nhân người boss đấy. Và khi người boss mà ốm, khi người boss mà nghỉ, khi người boss đi holiday, thì cái hệ thống đấy cũng sẽ nghỉ theo, hoặc là nó sẽ bị đuối đi rất nhiều. Ở đây không biết có anh chị em nào cũng phát triển theo mô hình boss thì các bạn comment chữ boss cái ạ, đúng không? Nhiều người là cứ nói là I'm boss, tức là tôi là ông chủ, tôi là bà chủ. Thực ra mô hình boss hay mô hình hệ thống hiện nay ấy, là đang lệ thuộc rất 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 nhiều vào cá nhân người boss đấy. Nhưng mà những người mà đi theo mô hình hệ thống, người ta rất giỏi về bán hàng, người ta rất giỏi về công tác làm marketing truyền thông. Và nếu họ lại biết rằng là họ làm cái mô hình doanh nghiệp, làm cái mô hình thương hiệu của sản phẩm, thương hiệu về công ty, thì họ sẽ tuyệt vời. Và chị Hoàng Phi Huyền ấy, là sau khi mà đi tham dự cùng với anh Hoàng Hưng, trở thành những cái học trò VIP của tôi, thì họ đã xây dựng theo mô hình doanh nghiệp, và họ sẽ phát triển theo kiểu dạng là branding, tức là thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm, mà không lệ thuộc vào yếu tố cá nhân, không lệ thuộc vào bên chỗ người chủ, và không lệ thuộc vào bất cứ bố con thằng nào. Thì đấy chính là cái mô hình mà các anh các chị đây, nếu bạn là tiểu thương đúng không? Thì bạn phải học hỏi chỗ anh Tính và chị Xuân,
nếu bạn là boss thì bạn cần phải học hỏi chỗ chị Hoàng Phi Huyền hay là bên chỗ chị Lành, chị Dịu, đúng không? Và rất nhiều các học trò boss của tôi là đều chuyển sang mô hình phát triển doanh nghiệp và vẫn ứng dụng những cái mô hình phát triển hệ thống kia đưa vào để phát triển là thương hiệu và nhãn hiệu của các sản phẩm đó. Thế và nếu các bạn là làm doanh nghiệp theo kiểu như của chúng tôi thì rõ ràng là các bạn có thể là thấy được những con đường mà chúng tôi đã làm, và không gì bằng chúng ta học từ những người là thành công. Bao nhiêu trong số các bạn đồng ý rằng là cách đi ngắn nhất là cách đi chúng ta sẽ là đi theo dấu chân của những người thành công và tránh những vết xe đổ của những người là thất bại. Chúng ta học từ những người thất bại là những cái nào thất bại chúng ta tránh, những cái người thành công chúng ta đi theo. Thì các bạn hãy comment giúp cho tôi là TC cái thành công, tức là thành công để lại dấu vết, đúng không? Every success leaves its footprint, tức là mọi thành công đều để lại dấu vết, và chúng ta hãy học theo những người thành công đó. Các bạn có thể là tiếp tục là hãy tìm hiểu, hãy là hỏi han để xem những cái câu chuyện mà tôi chia sẻ với các bạn hôm nay là những câu chuyện có thật hay không. Các bạn cứ nghi ngờ để rồi mà tin tưởng, chứ đừng có tin tưởng sau đó lại nghi ngờ. Tức là các bạn có thể là đến mục sở thị những các cái sản phẩm, những các cái thương hiệu của chúng tôi, hay là các bạn có thể là đến hỏi những các cái người học trò, những người học viên đã làm thành công, mà họ chính là những các cái minh chứng hiện hữu để cho các bạn thấy được là chỉ trong thời gian là khoảng tầm 4 năm, 3 năm, thậm chí có khi 2 năm nếu bạn biết cách làm, là bạn đã có những cái thương hiệu để thị trường này nó sẽ trở thành của bạn và không còn lệ thuộc của bạn nữa. Ok, rồi, đó là bí kíp thứ nhất. Các bạn hãy comment cho tôi là gì? Là TV tuyệt vời nếu bạn thấy rằng là cái này nó trở nên một cái ý tưởng hào hứng và một cái ý tưởng rất là tuyệt vời để bạn phát triển doanh nghiệp bền vững cho bạn, để bạn tự động hóa doanh nghiệp của bạn, để doanh nghiệp của bạn là không lệ thuộc vào cá nhân bạn, để đất Việt của chúng ta, để xã hội của chúng ta có những cái thương hiệu của đất Việt, thương hiệu của Việt Nam, và bạn chính là người kiến tạo ra nó, bạn chính là ông chủ, bà chủ của nó, và không lệ thuộc vào bạn, và không lệ thuộc vào bố con nào hết, đúng không?